Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Nè, tô gọi con này á. Tô màu xanh á. Vào người nó. Tìm đéo được xuống. Thằng tôm mấy con cá cả con rồi. Cái gì của chó là một khô rồi. Nó lắm hết rồi. Nó cứu. Nó cứu anh ấy. Chơi đi. Rửa không em? Rửa. Rửa. Với cả chọi mà 500. Đây là lần đầu em biết luôn không? Cái gì? Đây là lần đầu em thấy em bắn kiểu này. Như bắn kiểu nào? Mấy lần trước em càng thấy em bắn kiểu đường. Kiểu ngu quá. Ngu là ai? Kiểu liêm. Chọn đi anh ơi. Chết hết thời gian rồi kìa. Chụp cái mà 500 dùng 500 kinh thế. Chẳng mọn khi nào em quý liệu đâu có ai đừng bắn vô đây trong đội em vô đây mẹ nhà đừng hỡi nhân cả cầm mở 500 luôn thế nào em nhé chỉ cần khoảng 500 luôn thằng ở bên cạnh anh bè đảo gì cái gì một phun keo đi vừa làm đéo rồi. Bọn em đậu ăn mày lúc chưa cầm cái khẩu súng cái khẩu bé bé bắn nhanh đi em trở lên cái chỗ cao cao em bắn tan đỏ nhưng bọn nó đéo chứ bọn nó bắn em mất cả đồng đội tầm mấy đứa nhưng bắn như vãi cả quả cầm 500 đi rồi nó chẳng được cầm 500 chẳng lại cầm 500 vậy nó phát điều bao nhiêu của bom chứ phát ai thằng nè là bố xin một mẹ là nó tiền thế rồi vậy cả đồng đội bắn vãi đéo cứu trước nhà đồng cả một đứa đầu đưa đây bố mình trên cứu rồi đi cứu bố em cái chuyện đi bỏ cháu bảo này cho mấy viên mở cái em mẹ hai viên một tay cái nhất ô ba viên mà ừ ba viên nữa đừng lấy đồ mà lắp cho làm viên ừ. Đâu đấy? Dưa. Được bạn bánh bố kèm hay. Nhìn
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đợi định bấn rồi. Nó một mặt 500 à. Dạo cái ngu quá. Giữ được cái ôi cô mẹ cứu cô mẹ cứu nó đi cái mẹ cứu trở vấn đề luôn. Nó đi mẹ nó đi rồi. Lấy con cho đi mọi người. Nhà đi được em, nhà đi, ui cái nhà đây, phun đảo.
tên đó nó chết mất rồi. Nhưng mình nhớ cái bắn gì mẹ à. Ký tôi đây, ký được, ký được, ngồi xuống. Mẹ chị Châu nhận cái nó bắn gì mẹ à. Nhảy xuống nhá. Đi cho mẹ nhảy xuống ngồi tê ơi, đi mẹ. Giờ đây mẹ cho nó được. Ô, chấm. Kiếu. Ngoài chấm. Nghe mình nháo mà luôn nhảy xuống, nhảy xuống địt mẹ à. Địt mẹ em kêu nó chết mẹ đấy đâu không kìu ngon mấy lần thôi lại thua rồi. Nhảy xuống cứu hay đồng đội cứu tao nhất đồng đội ốc đói rồi địt mẹ biết cái thằng nào luôn địt mẹ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.